xin trân trọng được thông báo đến quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta đang đứng trước một con sóng uptrend cực kỳ lớn của thị trường và nơi đây sẽ là nơi thay đổi cục diện tài chính của nhà đầu tư. Cho nên, anh chị hãy thắt chặt dây an toàn của mình, nắm chặt những cái cổ phiếu mà đang có tiềm năng vào sóng. Nơi đây sẽ là lúc để anh chị nắm giữ và mình ăn tròn một cái con sóng cực kỳ lâu, cực kỳ bền của thị trường. Rồi, nếu mà anh chị đã có được những cái mã cổ phiếu mà trong danh mục anh chị cân nắm giữ rồi thì trong video ngày hôm nay em sẽ định hướng và củng cố cho anh chị về cái con sóng này khi mà nó diễn ra nó sẽ xảy ra như thế nào. Và nếu anh chị nào mà mình vẫn chưa có cổ phiếu trong danh mục, mình vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm những cái mã cổ phiếu để tham gia thì video ngày hôm nay cũng chính là video dành riêng cho anh chị. Vì trong video này em sẽ chia sẻ cho anh chị về một cái mã cổ phiếu có mẫu hình tương đồng với cổ phiếu MBS. Thì như anh chị thấy cổ phiếu MBS ngày hôm nay có một cái biên độ tăng rất là mạnh, đúng không ạ? À? Nó tăng gần 6%. Trong phiên thì nó lên đến 6%. Anh chị, MBS đó. Trong phiên thì nó lên đến 6%. Màn từ những cái điểm mua mà em đã chia sẻ với anh chị, thì bây giờ cái cổ phiếu MBS này chúng ta đã lãi được hơn 10% rồi, đúng không ạ? À? Nói có sách thì mắt có chứng. Vì trong video trước đó em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều rồi. Đúng không ạ? À? Về một cái cổ phiếu tiềm năng sau cái cổ phiếu HCM, hoặc là những cái điểm mua cuối cùng của dòng ngân hàng hoặc là một cái cổ phiếu còn sót lại của dòng băng. Đã chia sẻ rất là nhiều và hy vọng anh chị đã nắm giữ được những cái cổ phiếu đó trong danh mục của mình rồi. Vậy thì bây giờ cái cổ phiếu mà em muốn chia sẻ với anh chị có cái mẫu hình tương đồng với cái cổ phiếu MBS này là cổ phiếu nào? Thì xin mời anh chị theo dõi video ngày hôm nay để chúng ta cập nhật về cái diễn biến thị trường. Đồng thời, video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho anh chị về một cái góc nhìn thị trường. Nó cực kỳ hay khi mà thị trường nó vào uptrend. Đó. Rồi ngoài ra thì còn một cái cổ phiếu em muốn dành tặng cho anh chị nào mà hiện tại mình vẫn chưa có cổ phiếu hoặc là mình chưa mua đủ cổ phiếu đi. Bởi vì quan điểm của em khi thị trường nó ở chân sóng thì cái việc mà anh chị cần làm là làm sao để mà mình giải ngân thật là nhiều tiền vào cái thị trường này để khi mà nó tăng rồi anh chị không còn tiền để mà anh chị mua nữa không còn tiền để mà trung bình giá lên nữa đó đó chính là cái mục đích cao cả nhất của em muốn gửi đến cho anh chị nhà đầu tư mình không cần phải mua mua bán bán gì rất nhiều đi mình vẫn có tiền và mình sẽ có nhiều tiền trên thị trường khi thị trường nó vào sóng anh chị nha rồi không để anh chị chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung ngày hôm nay thì đối với cái thông số em sẽ không cập nhật với anh chị nữa vì ngày hôm nay anh chị cũng đã biết quá nhiều rồi đúng không ạ à? thị trường ngày hôm nay thì thanh khoản của chúng ta lên đến rất là mạnh lên đến 23 gần 23 ngàn tỷ đúng không ạ à? một cái thanh khoản rất là lớn kể từ sau những cái phiên gần đây và bản chất khi mà thị trường nó vận động trong một cái vùng biên tích lũy thì anh chị sẽ thấy một cái vấn đề ở đây là à, thị trường nó liên tục nó đi ngang nó liên tục nó hành sát nhà đầu tư và em thường có nói đùa với anh chị à, trong room khách hàng của mình là anh chị chỉ cần đánh đúng một con sóng uptrend của thị trường thôi. Mỗi năm anh chị chỉ cần đánh đúng một con uptrend thôi. Giả sử như là đầu năm này anh chị mà đánh được những cái cổ phiếu ngân hàng, đúng không ạ? À? Hoặc là đánh được lờ băng, những cái cổ phiếu riêng lẻ khác như là GVR, à, DGC, lờ băng hoặc là những cái cổ phiếu dòng công nghệ. Thì anh chị cũng đã có một cái khúc lại rất là nhiều rồi. Mà bây giờ cuối năm mà nó còn cho anh chị một con sóng nữa, thì có phải là quá quá hời không à hoặc là năm 2023 này anh chị chỉ cần anh chị đánh đúng cái dòng chứng khoán thôi anh chị mua đại cái cổ phiếu chứng khoán nào anh gì cũng có lời hết cả thật sự là lời rất là nhiều có những cái cổ phiếu nó gấp đôi gấp ba lần đó thì khi mà anh chị đi vốn đúng nữa thì có phải là nó đã thay đổi được cái vận mệnh tài chính của mình hay chưa đúng không à? chưa chắc gì những cái kênh đầu tư khác nó có nó có tiềm năng để mà giúp anh chị thay đổi được vận mệnh của mình nhưng mà anh chị thấy chỉ có thị trường chứng khoán nó mới giúp anh chị thay đổi được thôi. Nhưng mà anh chị phải tham gia đúng cái thời điểm và mình hiểu được cái cách mình đi vốn như thế nào. Vậy thì bây giờ em sẽ lấy lại cái slide đi vốn trước đó em muốn chia sẻ với anh chị. Đây là một cái buổi chia sẻ đi vốn siêu hạn ngay tại chân sóng dành riêng cho hệ thống. Bây giờ em sẽ cập nhật lại cho anh chị. Thì cái giai đoạn đầu tiên khi mà trước khi sóng đến. Lúc này thì sẽ có một vài cái cổ phiếu nó bắt đầu nó vào sóng. Nó đi lên trước thị trường. Đúng không ạ? À? Giai đoạn đầu này anh chị Đây cũng chính là cái giai đoạn đầu của thị trường Thị trường chưa vào sóng đâu Nhưng mà nó đang mấp mé cho một cái con sóng Chúng ta thấy có những cái cổ phiếu như là MBS Nó đã phi rồi HCM Nó đã vượt đỉnh rồi ACB này Nó cũng lên luôn rồi anh chị Đúng không ạ? À? Ngày hôm nay lại có thêm cổ phiếu STB Nó đã vượt đỉnh rồi anh chị Và anh chị thấy không? Đây là những cái cổ phiếu mà em đã từng chia sẻ Em đã từng tư vấn và hỗ trợ anh chị điểm mua hết rồi Bây giờ là chỉ có việc mình cầm và mình nắm giữ, mình chờ đợi một cái điểm bán, chốt lời thôi anh chị. Đâu cần phải làm gì nữa đâu. Đúng không ạ? À? Đó thì anh chị thấy là khi mà thị trường trước khi sống đến có nhiều cái cổ có một vài cái mã cổ phiếu nó vào sóng nó đánh. Đúng không ạ? À? Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn để anh chị săn tìm những cái cổ phiếu đó. Và kia cũng đã hướng dẫn anh chị tham gia rồi. Thay vì em lựa chọn cho anh chị những cái cổ phiếu đầu tư công khác như là VGC, VCG. này. Đó, thì em không đánh những cái cổ phiếu này anh chị, hoặc là những cái cổ phiếu thủy sản nè, anh chị thấy thủy sản nó được hưởng lợi từ cái gì đó đó, đúng không ạ? À? Nhưng mà bản thân em không quan tâm, em chỉ quan tâm về cái vận động giá của cổ phiếu Giá nó tốt, thì dù có tin xấu ra, nó cũng mạnh anh chị, em nói thật là như vậy Bây giờ giá nó như này nè anh chị, thanh khoản nó mất hút, thì làm sao mà mình tin tưởng được một cái cổ phiếu như này, đúng không ạ? À? vậy thì bây giờ mình phải lựa chọn cái cổ phiếu nào nó khỏe và nó đủ tiềm năng để dẫn sống để mà mình đánh đó thì cái giai đoạn đầu sống là cái giai đoạn để anh chị chọn lọc những cái cổ phiếu mà mình tham gia cái cổ phiếu nào là cái cổ phiếu nó dẫn sống được thì mình phải đánh nó nhất là những cái cổ phiếu mà mít cáp này nó sẽ dẫn, à, nó khởi động trước khi mà có sóng ngành ngân hàng nữa thì nó sẽ là tiền đề để mà kéo các cổ phiếu ngân hàng lên luôn đúng không ạ rồi cái giai đoạn thứ hai này là cái giai đoạn khi mà sống đến rồi Thì cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà em vừa nói ở đầu video Chính là cơ hội để anh chị thay đổi vận mệnh tài chính của mình Nó có rất là nhiều cổ phiếu nó vào sống Từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ, cổ nào nó cũng đánh Và quan trọng hơn hết là sẽ có một cái cục tiền khổng lồ Từ bên ngoài thị trường, nó bơm vào thị trường liên tục, liên tục Và khi mà nó bơm đủ rồi, nó sẽ không bơm nữa Và nó để nhà đầu tư tự tạo cái sự phô mô, giao dịch đó thì sắp tới em sẽ chia sẻ với anh chị nhiều hơn về những cái trường hợp mà khi mà vào sóng rồi sau khi vào sóng rồi nó sẽ tới cái trường hợp gì và khi nào sẽ có những cái cấu trúc đầu cơ nó tăng giá em sẽ có những cái buổi đào tạo đặc biệt dành riêng cho anh chị nào mình theo dõi cái kênh đầu tư của em ha à quên nữa anh chị mình xem video ngày hôm nay nhớ dành ra một vài giây để mà ủng hộ cho em một cái lượt like cho video ngày hôm nay anh chị nha anh chị nào mà mình chưa đăng ký kênh thì bây giờ này anh chị kéo xuống bên dưới Mình chưa đăng ký thì nhấn giúp em cái nút đăng ký kênh giúp em đi Đó, Hoặc là anh chị nào mà mình đã đăng ký kênh rồi Mình nhấn cho em một cái lượt like Rồi à, mình để lại một cái phần tương tác nhỏ cho video ngày hôm nay đi anh chị Anh chị xem video ngày hôm nay Để lại bên dưới cái phần bình luận số 1 giúp em đi Thì những cái bình luận, những cái tương tác và những cái lượt like của anh chị Sẽ là cái động lực để mà em ra video thường xuyên hơn Hỗ trợ cho anh chị về những cái điểm mua, điểm bán, cổ phiếu Hoặc là những cái cơ hội đầu tư dành cho những anh chị nào mà mình theo dõi em ha Rồi chúng ta quay trở lại cái nội dung ngày hôm nay Thì khi mà anh chị biết được là Trước khi sống đến Và khi sống đến nó hình thành như thế nào rồi Và cái này thì em cũng đã chia sẻ cho anh chị Trong một cái buổi đào tạo rất là đặc biệt rồi Đúng không ạ? À? Anh chị nào mà mình có theo dõi thì mình cũng nắm được Về cái nội dung ngày hôm nay đó Thì đó chính là tổng quan về cái thị trường Đấy là cái quan điểm của em Khi mà thị trường nó giảm đi anh chị Chính những cái lúc mà thị trường nó giảm, nó ảm đạm nhất em lên những cái buổi đào tạo, chia sẻ kiến thức dành riêng cho những anh chị theo dõi em. Để mà bây giờ anh chị đã có cái thành quả xứng đáng. Anh chị nào mà mình đánh ngân hàng đi. Tuy là anh chị thấy ngân hàng nó lãi không có nhiều đâu. Nhưng mà nó lại là cái động lực để mà giúp cho thị trường tăng giá. Nó không đánh như những cái cổ phiếu BDR tăng vài chục phần trăm. Đúng không ạ? À? Hoặc là DXG nè. Đấy nó tăng vài chục phần trăm. Nó không đánh như những cái cổ phiếu này. Nhưng mà anh chị thấy một cái vấn đề là những cái cổ phiếu ngân hàng khi mà nó đi lên đó, nó bám trend nó đi lên rất là mạnh, đúng không ạ? Anh chị nhìn bằng cái đường MA6 này anh chị. Một cái đường mà nó thể hiện cho cái xung lực gọi là một cái trend của cổ phiếu. Như là ACB này, rồi CTG này anh chị. CTG hôm nay nhiều anh chị hỏi em đóng nến xấu vậy có sao hay không? Thì quan niệm của em bây giờ là một cái cổ phiếu có trend tăng rồi thì mình phải nắm giữ cho tới khi nào anh chị nó có cái dấu hiệu đảo chiều cái trend thì mình bán nó không đảo chiều thôi nó không đảo chiều thôi đừng bán giả sử như là cái phiên này nè anh chị đó nó bắt đầu xuất hiện những cái phiên sắc cao rồi nhưng mà sau đó nó vẫn kéo đúng không ạ và những cái phiên này là cái phiên xác nhận cho cái cổ phiếu tích lũy trở lại này đó nó là anh chị nào mà mình đánh băng ở trong cái đầu đầu năm 2024 này là em đã chia sẻ với anh chị đó, những cái điểm này là những cái điểm anh chị nên canh để mà anh chị chốt lại dần được rồi nó xuất hiện xác cao này, rồi xuất hiện xác nhận này thì từ cái phiên xác nhận up này đó là cổ phiếu nó không tăng được mà nó tích lũy đi ngang luôn có đúng không ạ nó đi ngang cho tới à, từ tháng 3 nó đi ngang cho tới tháng 9 anh chị tháng 8 tháng 9 nó mới lên cầm cái cổ phiếu CTG này 6 tháng trời mà nó không ra đồng lãi nào cực kỳ áp lực có đúng không anh chị cho nên là mình khi mà có những cái dấu hiệu đảo chiều em sẽ thông báo sớm cho anh chị đó rồi thì đó là về cái cổ phiếu ctg quan điểm của em thì không thay đổi một cái cổ phiếu đang trong trend rồi cố gắng nắm giữ anh chị nha à, ngoài ra thì một vài cái cổ phiếu như là stb hôm nay dòng tiền vào anh chị thấy một cái cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào mạnh như này nó gọi là cái xung lực đánh của cổ phiếu vậy thì khi một cổ phiếu hình thành được xung lực đánh mạnh như này rồi thì việc anh chị cần làm là nắm giữ nắm giữ và nắm giữ đúng không ạ đó, em chưa bán và thậm chí là có nhiều anh chị hỏi em có mua hay không. Thì em cũng giới thiệu cho anh chị về cái điểm mua cổ phiếu STB. Hôm qua anh chị nào có xem video của em. Đó, điểm danh đi anh chị, hôm qua anh chị nào có xem thì để lại bên dưới giúp em số 2 đi anh chị. Đó, cái điểm mua cuối cùng trước siêu sóng. Anh chị mua ngân hàng cho em đi. Rồi một cái cổ phiếu còn sót lại của dòng ngân hàng này. Anh chị mua đi anh chị, năng nỉ luôn á, tại vì ngày nào cũng ra video để mà chia sẻ với anh chị hết. Anh chị xem thì anh chị cũng biết rồi. STB hôm qua này, đó em chia sẻ nếu mà ngày mai hoặc là một vài phiên tới đó, nó mà lanh quanh dưới vùng giá 32. Tức là nó đang kiểm tra cái vùng đỉnh đó, anh chị mua cho em. Và phiên sáng nó vận động tương tự như vậy. Anh chị thấy nè, à, mình mở đồ thị 5 phút anh chị nha. Mình sẽ thấy là à, từ đầu phiên sáng cho tới đầu phiên chiều luôn. STB nó lanh quanh cái vùng giá này thôi, nó không có bứt được. Nhưng mà vào phiên chiều nó có một cái dòng tiền mạnh Nó đẩy giá đi lên Đúng không ạ? À? Đẩy giá lên và rất là mạnh Và đây cũng chính là cái dòng tiền của tổ chức Họ tiếp tục họ mồi tiền vào Giống như những cái phiên này nè anh chị Đúng không ạ? À? Anh chị phải đặt ra một cái câu hỏi là Tiền này của ai? Ai lại chấp nhận mà kéo cái cổ phiếu này lên mạnh như vậy? Nhỏ lẻ hả? Không có đâu Nhà đầu tư cá nhân là những nhà đầu tư thiếu tổ chức nhất trên thị trường Vì chỉ muốn có lời đúng không ạ à? mà không nghĩ cái cách để làm sao kiếm được cái cục lời đó cứ thấy có lời là bán có lời là bán nhưng tổ chức lại khác họ có một cái sự kiểm tra một cái sự set up rất là kỹ càng trước khi họ đánh và khi mà họ gom xong một cái lượng hàng rất là nhiều trong cái quá trình này rồi thì đây chính là cái quá trình đẩy giá của cổ phiếu đúng không ạ à? bây giờ mà họ đi à bây giờ mà họ đẩy giá lên đi họ kéo giá lên đi anh chị mà họ không có hàng thì họ kéo lên để làm gì anh chị đúng không ạ à? mục đích của việc kéo giá mục đích của việc tích lũy là kéo giá đúng không ạ à? và sau khi kéo giá nó chính là phân phối vậy thì phải có hàng thì mới kéo giá được và khi kéo giá lên rồi thì mới phân phối được anh chị vậy thì quá trình này chính là cái quá trình tích lũy của stb cũng giống như thị trường của chúng ta này anh chị đây là cái quá trình đi ngang xuyên suốt 6 tháng trời, cực kỳ ảm đạm và chán nản. Và nó cũng chính là cái quá trình tích lũy. Vậy thì đây có phải là chân sống không ạ? Đó. Thì khi mà mình đọc hiểu được cái bản chất và cái hành vi ở trên cái thị trường rồi thì mình hành động nó cực kỳ dễ dàng anh chị. Tức là mình đầu tư mình có kế hoạch, mình hiểu mình đang làm gì trên thị trường thì mình sẽ ứng phó và mình xử lý rất là nhẹ nhàng với thị trường này. Rồi ACB cũng vậy nè Anh chị thấy là ACB tiếp tục tiền vào Vào rất là tốt Đúng không ạ à? Nó lại kéo cuối phiên anh chị Đúng không ạ à? Những cái phiên gần đây là những cái phiên kéo như anh chị nói ACB nó tăng vậy thì Nó có thấm gì đâu em Hoặc là nhiều anh chị hỏi em là à, Tết cơm băng này anh chị Tết cơm băng hôm nay nó đóng đến xấu như vậy Có ổn không em Thì anh chị nhìn lại cái cổ phiếu CTG nha Nhìn lại cổ phiếu CTG Sau phiên nổ nó làm gì Sau phiên nổ này anh chị Đó nó tăng như này nè anh chị và sau đó thì sao nó cũng là là nó đi lên thôi chứ nó đâu cần phải hầm hố là à, tôi kéo giá này mấy ông vào kéo mạnh lên đi không cần anh chị khi mà nó đã xác nhận nó tăng rồi thì nó cứ đi lên thôi nó đâu phải là những cái cổ phiếu đầu cơ đâu anh chị đầu cơ thì anh chị nhìn này những cái cổ phiếu như là DTD đi đây đây nè anh chị Để anh chị thấy khi mà nó xác nhận rồi là nó mở gáp nó tăng 10% anh chị phần trăm đó nó liên tục nó tăng mạnh như này nè thì đây là những cái dạng đầu cơ còn những cái cổ phiếu mà nó thuộc dạng phân khúc cơ bản một tí thì nó không có tăng như vậy nhưng mà bạn chấp khi mà anh chị nắm giữ một cái cổ phiếu đó, nhìn về một cái chu kỳ tổng kết lại một cái chu kỳ đó anh chị, thì anh chị thấy là à ctg nó đi lên ba phần trăm đúng không ctg này. Đó, lên 30 35 phần trăm đúng không ạ hoặc là mb băng này đấy lên bao nhiêu ạ bốn mươi phần trăm đâu có ít đâu anh chị đúng không ạ? nhưng mà quan trọng là làm sao để anh chị nắm được cho một cái chu kỳ sống này đó và đây cũng chính là cái cách mà sẽ giúp anh chị nắm giữ bây giờ anh chị phải có hàng dưới cái đã mình không có hàng làm gì mình nắm giữ được hoặc là khi mà nó lên cao rồi anh chị sẽ hỏi mua liên tục cái này rất là khó để mà em tư vấn cho anh chị một cổ phiếu mà nó tăng rồi. Ví dụ như là MBB này, lên tới đây rồi anh chị mới hỏi mua. Kiệt ơi, mua cái phiên ngày 11, 12 tháng 1 được không em? Nhưng mà trước đó là cổ phiếu nó đã tăng rất là mạnh rồi, lên tới đây là 15% rồi. Anh chị thấy là để mà khuyến nghị anh chị mua vào cái điểm này nữa thì nó cũng rất là khó, đúng không ạ? Vậy nên là tại những cái điểm chân sóng này, anh chị phải có hàng trước cho em. Đó, thì cái cổ phiếu mà em muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nó sẽ có cái cấu trúc tương tự với cổ phiếu MBS Đó, anh chị thấy MBS nó làm gì anh chị đây là tích lũy này đây là rũ bỏ này và đây là dòng tiền vào này tăng giá này anh chị anh chị thấy đặc điểm của những cái cổ phiếu mà nó tăng mạnh tại chân sóng là gì ạ à? là giải khối lượng rất là lớn một cái vùng thanh khoản rất là lớn và nó liên tục dòng tiền vào rất là mạnh có đúng không đây cũng chính là cái cách mà em nhận diện cho anh chị những cái siêu cổ phiếu ở đầu tháng 1 vừa rồi ví dụ như là R, gvr này anh chị nhớ cổ phiếu này không nó lên này nó rủ này và nó tiếp tục tiền vào tiền này là tiền của ai anh chị nếu như đây là tiền của nhỏ lẻ thì nó không thể nào có một cái sự đồng thuận này được đúng không ạ à? như em vừa chia sẻ nhỏ lẻ là những nhà đầu tư cá nhân không có tổ chức trên thị trường cứ co lại là bán hoặc là không biết là mình đang làm gì trên thị trường mua bán liên tục loạn xạ gì đó nhưng mà anh chị thấy là khi mà nó rủ nè, dòng tiền vào liên tục. Nếu như mà đây là dòng tiền nhỏ lẻ thì nó không có vào liên tục như vậy đâu. Bởi vì khi mà đã quyết định đẩy giá rồi thì các tổ chức họ sẽ liên tục dồn tiền vào để mà họ đẩy. Đó, đây là một cái giải khối lượng lớn này. hoặc là CTG nè anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đặc điểm của những cái cổ phiếu mạnh nó thường xuất phát khi mà thị trường tại chân sóng anh chị. Tại chân sóng, khi mà có cái giải khối lượng rất là lớn. Đó, anh chị thấy đầu tư như vậy nó dễ không anh chị? Thay vì trong cái thời gian vừa qua mình liên tục mua mua bán bán, mua mua bán bán, nó không ra giá trị. Thì bây giờ em hướng dẫn cho anh chị mình nhận diện cái siêu cổ phiếu như thế nào. Nhận diện bằng cách dựa vào giải khối lượng. CTG hiện tại nó chưa có giải khối lượng đó, nhưng mà nó đang đi lên trong một cái xu hướng tăng rồi. Thì anh chị cứ giữ. Đó rồi là cái cổ phiếu gì à? ACB này. Anh chị thấy đây là giải khối lượng lớn này. Đúng không? có đúng không anh chị? Đó, nó liên tục duy trì cái khối lượng rất là lớn, rồi là cổ phiếu gì nữa à? MBS đó một cái giải khối lượng rất là lớn hoặc là STB này, đây là một cái giải khối lượng rất là lớn của cổ phiếu STB và giá cổ phiếu tăng đó có đúng không à? và những cái cổ phiếu này em đều có hàng và em đều chia sẻ với anh chị hết cả rồi vậy thì bây giờ em sẽ giới thiệu với anh chị một cái cổ phiếu nó có mẫu hình tương đồng với cổ phiếu này đó, anh chị thấy nó tăng mạnh không? Anh chị muốn có nó không? Vậy thì bây giờ xem thật kỹ cái nội dung ngày hôm nay Em chia sẻ Cổ phiếu mà nó có mô hình tương đồng với MBS Là cổ phiếu Techcom Tại sao em lại chia sẻ với anh chị về cái cổ phiếu này? Thì đơn giản thôi anh chị Bây giờ anh chị phải thấy được là nó có nguyên nhân hay không Thì như em vừa chia sẻ Một cổ phiếu mà nó có sóng tăng đi Thì nó phải có nguyên nhân tích lũy thì chính cái vùng nguyên nhân tích lũy này là cái vùng để mà nó kiến tạo cho một cái cơn sóng sắp tới thì nó phải tích lũy nó gom hàng rồi nó mới kéo lên mà nó phân phối được đúng không ạ bây giờ nó kéo lên mà nó không có hàng thì làm sao nó phân phối vậy thì cổ phiếu này quá trình này sẽ là cái quá trình tích lũy của Techcom. và khi mà đi lên anh chị thấy nó cũng rũ đúng không ạ anh chị so sánh với cổ phiếu mbs cho em đi đây nè tích lũy đi lên rũ bỏ rũ bỏ rồi vào sóng thì Tết cơm cũng vậy nó lên nó rũ rồi nó tạo đáy nè đây là một cái vùng chủng thanh khoản này, anh chị ở vùng thanh khoản thấp và sau vùng thanh khoản thấp là bắt đầu huy động dòng tiền nâng tầng dòng tiền lên dần có đúng không thì khi mà nâng tầng dòng tiền lên rồi dòng tiền nó mạnh lên rồi thì giá bắt đầu nó thay đổi và tại đây nó chỉ cần thiếu một phiên nữa thôi gọi là cái phiên xác nhận của cổ phiếu là nó vào sóng luôn. Cho nên bây giờ anh chị chưa có cổ phiếu ngân hàng thì đây là cái cơ hội cho anh chị tham gia vào. Chứ không phải là do dự cái cổ phiếu này cao quá em, chị không dám mua. Hoặc là cổ phiếu đó nó tăng mạnh rồi, anh không không thích đúng không ạ? À? Không thích là vấn đề của anh chị, nhưng mà giá cổ phiếu nó còn tăng là việc của nó. Bây giờ anh chị hình dung nè Nhiều ông cứ bảo thị trường sập, rồi suy thoái kinh tế, rồi thị trường giảm 900, một ngàn Đúng không ạ? À? Nằm mơ nó mới giảm. Nó giảm như vậy rồi ăn cám hết. Đúng không ạ? À? Nó giảm như vậy rồi thì thật sự những cái cổ phiếu này em phải bán hết đó anh chị. Nhưng mà thị trường nó luôn đúng. Cá nhân thì không bao giờ đúng được và cái suy nghĩ, cái áp đặt cái tâm lý cá nhân á nó gọi là cái tôi đó anh chị. Thật sự nó gọi là cái tôi trên thị trường đó. Không ai chấp nhận mình sai hết cả. Nhưng mà thị trường có bao giờ sai đâu. Thị trường luôn đúng. Chỉ có nhà đầu tư cá nhân là sai thôi và nếu như mà anh chị cứ liên tục mình suy nghĩ gọi là mình mình nắm giữ gọi là mình duy trì cái tư duy mà nó sai đi là cứ nghĩ thị trường nó phải đi theo cái hướng của tôi phân tích bây giờ thị trường phải sập Đó, nó phải sập mạnh thì nó mới đúng nhưng mà không anh chị bây giờ nó tăng nó vượt 1 ba luôn rồi thì làm sao đúng không ạ à? mà mình không có hàng bây giờ lên cao rồi không lẽ mua đuổi mà tại những cái vùng này nè anh chị thấy nó cao vậy thôi mà anh chị không mua lên tới đây nè à, nó lên tới những cái vùng giá cao hơn rồi anh chị mới canh mà anh chị vào hàng không kịp bây giờ anh chị hình dung nha. à, cái cổ phiếu tết cơm này là nó bị chia rồi đó anh chị chứ hồi trước nó giá hai mươi mấy đó hai mươi mấy ba mấy đó tết cơm bị chia rồi Thì anh chị hình dung này cái cổ phiếu tết cơm ở những cái vùng dưới đỉnh này hoặc là lanh quanh cái vùng đỉnh đó anh chị không mua Bây giờ lên tới những cái vùng tăng mạnh như này nè đó, Nó tăng 4-5% Rồi anh chị hỏi em mua được không Thật sự với anh chị luôn là rất khó Để mà mua một cái cổ phiếu Nó đang trong cái xu hướng đi lên rồi Nó gọi là giữa cái xu hướng lên rồi á Nó có nguy cơ Là sẽ có cái cấu trúc đảo chiều Giả sử lên tới đây nè Anh chị hỏi em mua được nữa không em Rồi tết cơm nó tăng trần game, Mua được hay không Nhưng mà lên tới đây nè Anh chị mua nữa thì lại nguy hiểm có thể anh chị mua ở đây anh chị vẫn có lãi đúng không nhưng mà lên tới đây nè, anh chị mua thì bắt đầu nó đảo chiều và từ cái cú đảo chiều này nó hình thành cho cổ phiếu một cái vùng sideways đó cho nên là khi mà mình đã à, nhìn thấy được một cái con sóng rồi thì anh chị tranh thủ anh chị mua trước khi mà nó tăng mạnh đó. thì tại đây tết cơm nó chưa nó chưa có tăng mạnh <laughs> nó chưa có tăng mạnh thì anh chị có thể tham gia vào à, thì đây là cái khuyến nghị thật lòng của em Đấy, cái cổ phiếu Techcom vẫn còn điểm mua thì anh chị tranh thủ anh chị mua ngoài ra thì còn một cái một vài cái nhóm ngành như là bất động sản ngày hôm nay cũng tăng tốt này thì là mình đi sơ qua về cái dòng ngành khác đi anh chị thì bất động sản hôm nay tăng rồi DXG cũng tăng này HDC hôm nay tăng chồng quá nhiều cái cổ phiếu nó tăng đi và hôm nay em có chia sẻ với anh chị trong cái nhóm cộng đồng của mình một cái dấu hiệu cũng rất là quan trọng đó chính là về cái nhóm ngành thép đó anh chị đúng không nhóm ngành thép hiện tại em thấy một cái à, dấu hiệu đặc biệt của thị trường là dòng thép nó đang bị phân kỳ nặng với thị trường nhưng mà bắt đầu tạo đáy lên rồi những cái cổ phiếu như là hoa sen nam kim này anh chị thấy không bắt đầu tăng nam kim này. nhưng mà tăng như vậy không phải là điểm mua của em em nói thật là cái quan điểm của em là em không có đánh những cái cổ phiếu kênh dưới ở đoạn này em không đánh kênh dưới mà em tập trung những cái cổ phiếu kênh trên em đánh và em có chia sẻ em tư vấn như thế nào thì em hành động y, y như vậy thôi anh chị bây giờ em tư vấn anh chị mua cái cổ phiếu TCB mà em bảo khách hàng của mình à, hoặc là em lên video em chia sẻ cho anh chị à, đánh cổ phiếu Nam Kim đi nó lại sai phương pháp nó bị mâu thuẫn nên là khi mà làm cái gì thì mình luôn đặt gọi là mình luôn đặt bản thân mình vào vị trí của khách hàng. Đó, quan điểm của em thì khi mà mình tư vấn thì mình tập trung vào những cái cơ hội để mà chia sẻ cho anh chị. Đó thì Nam Kim anh chị thấy nó cũng tăng. Hòa Phát hôm nay cũng tăng nè. Đó, thì những cái cổ phiếu này nó đang tạo một cái tín hiệu tốt cho thị trường mà ít ai nhìn thấy được. Đa số thì anh chị chỉ nhìn thấy là chứng khoán rồi bất động sản đúng không? Nhưng mà em còn thấy thép nữa Thép hôm nay nó không bị giảm, nó tạo đáy lên là một dấu hiệu tốt Đó Thì đối với cái thị trường hiện tại, quan điểm của em vẫn vậy thôi anh chị à, Khi mà các nhóm ngành như là chứng khoán, ngân hàng, thép rồi bất động sản Được dòng tiền vào mạnh á Thì bây giờ nó là cơ hội Nó là cơ hội dành cho những anh chị nào mà mình có hàng rồi còn anh chị nào mà mình chưa có cổ phiếu thì mình chú ý những cái cổ phiếu nào mà nó về quanh cái vùng đỉnh á. Cái này em có chia sẻ với anh chị trong nhóm cộng đồng của mình. Có đúng không? Đây nè. À, thì đoạn này đi. Để em nhớ xem. <laughs> thì cái đoạn này nếu như mà anh chị đầu tư thì mình có thể tham khảo cái chiến lược của em. Đoạn này tập trung mình đánh những cái cổ phiếu kênh trên, những cái cổ phiếu có sóng, nó tiềm năng nó dẫn sóng. Như là những cái cổ phiếu ngân hàng đó gì, ví dụ như ACB này. anh chị thấy đoạn này nó vẫn chưa hình thành sóng sánh gì như hết. Nhưng mà anh chị thấy nó giữ giá tốt không? Thì sắp tới nó sẽ là cái cổ phiếu có dòng tiền hoặc là thu hút được dòng tiền nó vào là MBS này. Anh chị thấy đoạn này nó chưa tăng. Hiện chị chơi, không à nó xấu này nọ. Nhưng mà anh chị thấy là À cái cổ phiếu này nè, bắt đầu nó có dòng tiền vào rồi. Mà tại sao nó có dòng tiền anh chị? Bởi vì nó thuộc kênh trên, nó giữ giá trên đây nè anh chị, chứ không phải là nó nằm dưới. Đúng không ạ? À? Anh chị nhìn ANV là thấy một cái sự khác biệt nó rõ rệt luôn. Bây giờ ANV đỉnh nó ở đây nè. Mà giá nó ở đây anh chị. Đúng không ạ? À? Thì đó chính là cái sự lựa chọn bây giờ em không lựa chọn những cái cổ phiếu này vì quan điểm của em là mình sẽ tập trung vào cái cổ phiếu mà nó vẫn sống được nó tập trung vào những cái cổ phiếu này thôi thì khi nào mà sống nó đến rồi lúc này lớn cổ phiếu lớn cổ phiếu nhỏ gì nó cũng đánh hết thì anh chị có quyền anh chị mua mua cái gì cũng được đó rồi quay trở lại thì đối với cái dòng chứng khoán thì chúng ta có mbs và hcm là hai cái cổ phiếu mà nó đang duy trì được cái xung lực nó tốt những cái cổ phiếu khác chưa chắc gì nó sẽ tăng được như là FGS này anh chị thấy là nó vẫn chưa có cái sự kiểm tra nguồn cung đúng không ạ một cái cổ phiếu mà nó có vùng kiểm tra nguồn cung đó, nó đánh rất là hay ở chỗ là à, nó đi ngang này và cái vùng cung nó siết chặt lại trước khi có dòng tiền vào đây chính là dấu hiệu đặc biệt của một cái cổ phiếu trước khi mà nó đi lên chính là kiểm tra nguồn cung một cái vùng sideways đi ngang chán nản kiệt vệ biên độ đúng không đó thì FTS hiện tại chưa CTS cũng vậy CTS hiện tại cũng chưa anh chị vùng này có thể là vùng kiểm tra nguồn cung nhưng mà dòng tiền nó phải mạnh mẽ hơn nó quyết liệt hơn thì nó mới mạnh được đó rồi là những cổ phiếu như là à, VDS cũng vậy nè anh chị VDS thì hiện tại nó đang tạo ra một cái cấu trúc tam giác đúng không tam giác này thì kỳ vọng tại đây nó tăng được thôi nhưng mà nếu như mà nó về tới đây nó có những cái điểm test lại đi thì sẽ là cơ hội những cái vùng đỉnh cũ của anh chị nó test lại thì sẽ là cơ hội còn bây giờ thì mình tập trung vào những cái cổ phiếu ở trên nên gì ở trên thì có MBS này, HCM này. Đó, tập trung những cái cổ phiếu này anh chị có hàng thì tập trung còn anh chị nào mà mình chưa có cổ phiếu mà mình muốn mua đi muốn mua chứng khoán đi mình mua chờ nổ đi thì cái việc mà mình chờ nổ á, nó cũng gọi là cái xác suất thôi anh chị. Tức là mình phải cược. Bây giờ mà mình mua những cái cổ phiếu như là VDS thì VDS em thấy cái mẫu hình đẹp đó. Nhưng mà bản thân em còn không biết là nó có nổ hay không. Thì rất là khó để mà gọi là chắc chắn với anh chị. Là em không tư vấn cho anh chị những cái cổ phiếu này. Đó, em tư vấn cho anh chị ngân hàng. Mặc dù anh chị biết ngân hàng nó chậm. Nhưng mà nó bù lại một cái là nó không làm cho anh chị lỗ thậm chí là nó còn giúp anh chị có lời nữa. Anh chị đánh ngân hàng cùng em từ đầu tháng cho tới nay đi, đầu tháng 9 đến anh chị, cho tới nay đi. Có lỗ đâu. Đúng không ạ? À? Thậm chí là lời. Có những cổ phiếu đã lời rất là nhiều rồi, lời 7, 8% rồi. Đó, cái đó em không nói. Nhưng mà có nhiều anh chị đã đồng hành với em và hiểu cái phương pháp của em. Mình biết mình đang kỳ vọng về cái điều gì trên thị trường là mình đầu tư rất là nhẹ nhàng. Đó. Thì đó là về cái cổ phiếu mà em muốn chia sẻ với anh chị. Rồi ngoài ra thì còn một vài cái nhóm ngành nữa mà em đánh giá là nó đang rất là ổn. Như là dòng chứng khoán đi. Bất động sản thì hôm nay có KDH vượt đỉnh anh chị. Vượt đỉnh nhưng mà nó vẫn mọc râu nha. Đó thì cái cổ phiếu này mình phải quan sát thêm. Nếu mà vượt đỉnh thì KDH sẽ là cái cổ phiếu nếu mà dòng bất động sản nó có sống đi thì cái cổ phiếu KDH ít nhiều gì nó cũng sẽ là cái cổ phiếu tiềm năng để mà nó dẫn sống cho dòng bất động sản vì đặc điểm của nó là cái cổ phiếu giữ nó giữ nền nó giữ nền tốt đây là anh chị ưu tiên cái cổ phiếu này cho em đó còn những cái cổ phiếu như là BDR BDR này đó thì nó nên xây nền lại nó giống như là đoạn này nè. anh chị thấy nó rơi khủng khiếp không đó mà sau khi rơi rồi nó đâu phải là nó tăng dựng đứng đâu Đúng rồi nó đâu phải là nó tăng dựng đứng đâu mà cái cách mà nó đi á nó hay ở chỗ là nó lên nó xây nền đây xây nền này đó rồi lên nó xây nền lại này đó nó không có tăng dựng đứng mà lên nó xây nền xây nền từ từ nhưng mà xét cho một cái chu kỳ á là nó đang đi lên xu hướng tăng đúng không đó và đợt trước em có đánh cổ phiếu BDR ở đây nè anh chị phiên xác nhận này nhiều anh chị đánh được phiên này luôn đó, em xin chúc mừng thì tại đây là cái cổ phiếu nó đi lên rất mạnh đúng không BDR rồi có những cổ phiếu DSG nữa Novaland nữa anh chị đó, nhiều cổ phiếu nó tăng lắm đó, sống đó thì em cũng đánh ngoài chứng khoán ra cũng đánh bất động sản đó chị đó thì là cái cổ phiếu BDR thì quan điểm của em là nó chưa thể đi lên chữ V đâu nó lên nó xây nền anh chị nha anh chị muốn đánh những cái cổ phiếu này á anh chị chờ nó xây nền tiếp đi xây nền xong anh chị mua cao cũng được nhưng mà cái lúc mà anh chị mua xong rồi là anh chị mua là anh chị sẽ có lãi luôn là nó vào sống luôn đó, nó sẽ lợi hơn so với nhiều anh chị mua rồi nắm giữ một hai tháng mà nó không có ra đồng lãi nào nó áp lực lắm anh chị đấy rồi à, thì đó là một vài chia sẻ của em trong video hôm nay anh chị thấy những cái chia sẻ của em nó hay nó hữu ích anh chị nhớ để lại cho em một cái nút like và anh chị nào mà mình chưa đăng ký kênh nhớ ủng hộ em bằng một cái lượt đăng ký kênh anh chị nha rồi anh chị thấy hay thì bình luận phía bên dưới giúp em mà cái chữ hay đi anh chị rồi tuyệt vời hơn nữa thì có thể cảm ơn em hoặc là ủng hộ em bằng à, anh anh chị không cần phải gửi tiền cho em đâu em cũng không có để số tài khoản trên đây làm gì hết đúng không ạ à? à, anh chị chỉ cần tương tác rồi ủng hộ em bằng những cái nút like những cái nút đăng ký kênh là cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của anh chị dành cho em rồi hoặc là anh chị nào mà mình muốn à, nhận những cái hỗ trợ sớm nhất thì anh chị có thể tham gia vào cái nhóm cộng đồng của em bên góc trái màn hình em thường để một cái mã qr để mà anh chị tham gia vào nhóm trong đây em sẽ chia sẻ cho anh chị về những cái kiến thức trên thị trường quan điểm của em ngày hôm nay em cũng chia sẻ với anh chị về cái gáp sức mạnh của thị trường đúng không ạ những cái kiến thức này không phải là ai cũng chia sẻ với mọi người đâu nhưng mà bản thân em thì đây là cái kiến thức mà nó sẽ giúp cho anh chị gọi là mình hiểu hơn về thị trường mà mình có thêm cái niềm tin vào cái thị trường này nữa bởi vì bây giờ anh chị mà không có kiến thức không có niềm tin với thị trường Thì mình đầu tư rất là khó Tại những cái vùng chân sóng anh chị không dám mua Lên tới những cái vùng đỉnh rồi Anh chị tranh nhau anh chị múc Nó lại khổ nữa Đúng không ạ à? Thì à, những cái kiến thức này là những cái kiến thức Nó hoàn toàn thực chiến Và nó không tốn phí nào hết cả anh chị Cái room cộng đồng em tạo ra là cái room dành riêng à, Dành cho những anh chị nào theo dõi em Đó, Nên là anh chị nào mà mình muốn vào Hoặc là mình thấy những cái chia, chia sẻ của em nó hay đi Muốn đồng hành cùng em có thể tham gia vào nhóm. Anh chị có thể nhấn vào cái đường link bên dưới cái phần mô tả. Đây là gì anh, anh chị tham gia nhóm. Rồi ngoài ra thì à, video ngày hôm nay anh chị nhớ nó lại cho em về cái điều kiện mua của cổ phiếu Techcombank. Cứ canh nó ở dưới nền giá anh chị canh mua cho em. Đó, anh chị sợ mua thì anh chị lấy vị thế trước đi. Mua ít cũng được nhưng mà bắt buộc khi cổ phiếu nó tăng rồi anh chị phải có hàng. Chắc chắn với em nha. À, vì khi mà không có hàng mình rất là khó để mà tìm kiếm những cái điểm mua rồi thì đó là một vài chia sẻ của em trong video ngày hôm nay à, hẹn gặp anh chị trong cái phiên giao dịch ngày mai và hy vọng phiên giao dịch ngày mai sẽ lại là một cái phiên bùng nổ đó một cái phiên bùng nổ và nó xác nhận đi lên nó tương tự như là cái phiên này nè anh chị khi thị trường nó mở gáp rồi thì chưa chắc gì nó sẽ quay lại nó lắp đúng không những cái gáp quanh cái vùng đỉnh này anh chị đó là những cái gáp rất là nhạy cảm nhưng mà khi mà nó bước được rồi thì nó chỉ có một đường thôi là đi lên đúng không và hy vọng thị trường của chúng ta sẽ có một cái trạng thái như vậy để mà giúp anh chị kiếm tiền Ở cuối rồi là cuối năm nay một cái thị trường nó huy hoàng anh chị nha giúp anh chị kiếm tiền và thay đổi vận mệnh tài chính của mình rồi thì đó là một vài chia sẻ của em rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay anh chị nha rồi chào tạm biệt anh chị chúc anh chị buổi tối ăn lành